Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2019, lễ Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima năm 1917. Thứ hai, tuần thứ tư Phục Sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Judea nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Jerusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng: tại sao Ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ? Phêrô trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đây. Tôi đang ở tại thành Giô-pê. Lúc cầu nguyện, trong một thị kiến tôi thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn túm bốn góc từ trời thả xuống sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân, những mãnh thú, rắn rết và chim trời. Tôi nghe tiếng phán bảo tôi: Phêrô, hãy trỗi dậy giết mà ăn. Tôi thưa: lạy Chúa, không được, vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu. Tiếng từ trời nói lần thứ hai: vật gì Thiên Chúa cho là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp. Ba lần xảy ra như thế, và mọi sự lại được kéo lên trời. Và ngay lúc đó, ba người từ Caesarea được sai đến nhà tôi ở. Thánh Thần truyền dạy tôi đừng ngần ngại đi với họ. Sáu anh em cùng đi với tôi và chúng tôi vào nhà một người. Anh thuật lại cho chúng tôi biết anh đã thấy Thiên Thần hiện ra thế nào. Thiên Thần đứng trong nhà anh và nói với anh rằng: hãy sai người đến Giô-pê tìm Simon có tên là Phêrô. Người sẽ dạy ngươi những lời có sức làm cho ngươi và cả nhà ngươi được cứu độ. Lúc tôi bắt đầu nói, Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu. Bấy giờ tôi nhớ lại lời Chúa phán: Gioan đã rửa bằng nước, còn các con sẽ được rửa bằng Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta, là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa? Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hồn con khác Chúa Trời hằng sống. Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa Trời ơi. Hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Ngày nào con được tìm về xa mắt Chúa Trời. Hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Xin chiêu dài quang minh và chân thực của Chúa, để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. Hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỷ mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca ngợi Chúa. Ôi Chúa là Thiên Chúa của con. Hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Alleluia, Alleluia. Chúng con biết rằng Đức Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết. Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: thật,
ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp, còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau. Vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm, thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cửa đóng và cửa mở. Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Gioan chương 10 câu 7. Suy niệm. Cửa ràng chiên có lúc đóng, có lúc mở. Cửa đóng, nhất là ban đêm, là để bảo vệ chiên khỏi thú dữ và kẻ trộm. Chiên ở trong ràng đóng cửa là được an toàn. Cửa mở là để chiên được đi ra và đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối mát. Chiên được thảnh thơi tung tăng dưới ánh mặt trời. Nhờ cửa mở mà chiên có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và lớn lên. Cửa ấy chính là Đức Giêsu, như người khẳng định, thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mục đích của cửa đóng hay mở là để cho chiên ra vào, nhờ đó chiên được sống và sống dồi dào. Mời bạn, cửa đóng và mở ấy gợi cho ta những quy định luật lệ mà Đức Giêsu và thân mình của người là giáo hội lập ra để bảo vệ và nuôi dưỡng con cái mình. Ngày nay không ít người coi Thiên Chúa đã chết và giáo hội là bà mẹ già lỗi thời, nên họ gạt bỏ lề luật và sống theo ý mình muốn. 10 điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều hậu thánh, 8 mối phúc thật, đó là những quy luật đóng mở của ràng chiên Chúa. Những ai yêu mến Đức Giêsu và giáo hội sẽ vui lòng tuân giữ. Họ đi ra, đi vào đều qua cánh cửa Giêsu và nhờ đó họ có sự sống đời đời. Chia sẻ, ngày nay điều luật nào của Chúa hay bị vi phạm nhất, tại sao? Sống lời Chúa, tâm niệm, hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Thánh Vịnh 118 câu 1. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ví mình là cửa ràng chiên và đồng thời cửa ấy là cửa hẹp. Xin ban thêm cho chúng con lòng can đảm, dám hy sinh đón nhận cửa hẹp, ngõ hầu chúng con được nuôi dưỡng và lớn lên trong Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Ngày của mẹ. Ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 tại nhiều nước trên thế giới được gọi là ngày của mẹ, ngày dành riêng để tỏ lòng báo hiếu đối với mẹ. Sáng kiến dành ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 làm ngày của mẹ được gán cho một thiếu nữ người Hoa Kỳ tên là Anna M. Fitch, qua đời khoảng năm 1948. Mẹ của cô qua đời tháng 5 năm 1905. Trong những năm kế tiếp, cô thường tổ chức giỗ mẹ một cách trọng thể như mời bạn bè đến cầu nguyện tại gia đình. Cô viết thư gửi tới các nhân vật quan trọng trong nước Mỹ để xin lập một ngày tưởng nhớ các bà mẹ. Tiểu bang nơi cô đang sống đã chấp nhận đề nghị năm 1913. Và ngày 10 tháng 5 năm ấy, Quốc hội Hoa Kỳ cũng thông qua đề nghị nhận ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 như một ngày để ghi ơn các bà mẹ. Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ đã công bố quyết định này ngày 9 tháng 5 1914. Tục lệ này đã lan rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong ngày nhớ mẹ, người con thường cài lên áo một bông hoa cẩm chướng màu trắng. Nếu mẹ đã quá cố và màu hồng dành cho những ai còn mẹ. Trong các tước hiệu giáo hội dùng để gọi Đức Maria có lẽ xứng hợp với tâm tình con người hơn cả vẫn là tước hiệu mẹ. Chúng ta có thể gọi Đức Maria là mẹ với tất cả tâm tình trìu mến, như khi chúng ta gọi người mẹ của chúng ta. Do lời trăn trối của chính Chúa Giêsu, con mẹ, mẹ đã trở thành mẹ của giáo hội. Qua muôn thế hệ, mẹ không ngừng cưu mang, sinh ra và dưỡng dục các tín hữu trong đức tin. Niềm hạnh phúc của bất cứ người mẹ nào vẫn là thấy con mình được nên người. Mẹ Maria chăm chú theo dõi và lo lắng cho từng người chúng ta. Niềm vui của mẹ chính là thấy mỗi người chúng ta được lớn lên theo hình ảnh của Chúa Giêsu, con mẹ. Chúng ta mang đến cho mẹ những bó hoa trong suốt tháng 5, tháng 10 và trong từng lời kinh dâng lên mẹ. Nhưng có lẽ mẹ sẽ sung sướng hơn mỗi lần nhìn thấy sự trưởng thành nơi chúng ta. Mỗi lần chúng ta lớn lên trong ân phúc, trong bác ái yêu thương, trong hy vọng tin yêu. Đó là những bó hoa tốt đẹp nhất mà chúng ta dâng lên mẹ. Bài trích sách Lẽ Sống.